Wow, quá là đẹp luôn các bác ạ. Xin được mến chào tất cả anh em, chúng ta quay trở lại với kênh YouTube của Cao Hiền Audio. Vâng, và ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả các bác với một cái mã micro hàng tháo phòng karaoke anh em nha. Số lượng chỉ có duy nhất 13 bộ. Đấy, và hiện tại thì cái dòng này của nó thì cũng rất là hiếm có ở trên thị trường Việt Nam mình luôn, rất là ít anh em nhá. Thì lời đầu tiên cũng như thường lệ, Cao Hiền xin được trân trọng cảm ơn tất cả các bác chúng ta đã dành thời gian để theo dõi và xem kênh YouTube của Cao Hiền Audio. Và cũng xin được kính chúc đến tất cả anh em chúng ta luôn luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của mình. Xin được trở lại với chủ đề chính của anh em chúng ta trong buổi video ngày hôm nay. Thì xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả các bác với một cái sản phẩm rất là ok. Phải nói là hình thức nó quá là đẹp. Nên nếu mà nói về góc độ thẩm mỹ, nói về góc độ chuyên nghiệp thì thật sự bộ mic này của nó hơn quá nhiều so với một bộ mic nhái, một bộ mic chợ ở bên ngoài mà các bác mua. Đấy, nhưng mà với giá tiền nó không bằng bộ mic chợ một chút nào cả, thậm chí chỉ bằng một nửa tiền một bộ mic chợ thôi. Đấy, thì chi tiết cái video này như thế nào thì các bác đừng tua qua nhé. Tất cả các bác chúng ta mua hàng nên xem kỹ video trước khi mua. Đấy, và các bác không xem kỹ thì tốt nhất đừng mua, bởi vì tránh cái tình trạng chúng ta không hiểu biết về cái mặt hàng sản phẩm này mà chúng ta mua về thì không may có một cái điểm gì đó chúng ta không hài lòng thì nó mất hay. Đấy, nên xem kỹ trước khi xuống tiền, trước khi quyết định. Ok, và xin được giới thiệu đến các bác nhá. Đây, nói về cái đầu thu này của nó thì nó quá là ok luôn. Nó sở hữu hai cái màn hình LCD. Đấy, và hai màn hình LCD nó rất là lớn luôn các bác. Đấy, màn hình này của nó thì nó thể hiện luôn, thứ nhất là cái vạch RF và AF. Đấy, ngoài ra thì nó hiển thị luôn cái tay mic số 1 này, tay mic số 2 này. Đấy, và cái này của nó thì cũng như các bác chúng ta đang đồn đoán, cũng đang bàn tán ở trên kênh YouTube là 3 số và 6 số là gì. Đấy, riêng một loại mic này của nó hiển thị luôn cả 3 số và 6 số. Và em xin nhắc lại nha, 3 số là nó hiển thị kênh. Đấy, 6 số là hiển thị tần số. Đấy, và cái này của nó bao gồm hết, hiển thị luôn tay mic 1, tay mic 2. Đó. Và riêng đối với cái dòng mic này của nó thì nó có một cái điểm đặc biệt mà rất nhiều các bác chúng ta rất là thích, ở chỗ là nó cái góc độ thẩm mỹ của nó là quá cao. Đấy. Hai bên cái bừng volume và cái phím này của nó là nó cải một chút cái hệ thống phát quang màu trắng. Đấy. Còn xung quanh cái mặt của nó là đều màu đen hết, và cái này của nó có cả tay sách bằng nhôm. Đấy. Con này của nó là mic đắt tiền anh em nha, nó không đơn giản một tí nào đâu. Nó có một cái tên là Dolicin. Đấy, UR9000. Dolicin UR9000, con này chưa bóc qua giấy bóng luôn anh em. Con này chưa bóc giấy bóng nha. Đấy, tất cả cái này của nó là gần như là giấy bóng nó vẫn còn nguyên. Đó. Dolicin UR9000. Đấy, mà rất nhiều cái đầu này của nó lý do tại sao. Đấy, mà nó lại không còn cái logo của Dolicin ở đây. Đấy, bởi vì tất cả những cái phòng hát ở bên nước ngoài á, để người ta kiểm định được rằng cái mic này của nó lại là cái hãng gì, đấy, thì nó sẽ có một cái logo nổi ở đây. Đấy, con này của nó là in chìm và cũng có cả logo nổi. Đấy, nhưng mà những cái con đời sau đấy, hoặc là đời trước một chút, đấy, thì nó sẽ có cái logo nổi đây, Dolicin ở đây. Đấy, logo tròn vo nhưng mà nó bằng cao su anh em. Nó rất là dễ bóc. Đấy, hôm em chuyển hàng về thì nó có mấy cái logo đây, nhưng mà nó keo nó kiểu nó chảy ra, thì em cho anh em thợ nó vệ sinh nhà các bác nhìn này, vẫn còn nốt dầu đây. Em lau chùi cái keo của nó lau rất là vất vả. Đây, các bác nhìn thấy nốt dầu đấy vẫn còn này đúng không? Đấy, cái này của nó tí nữa em lau chùi lại thì em mới gửi hàng cho anh em nhá. Đấy, tất cả nốt dầu vẫn còn đây. Và nó bóc cái logo này của nó và nó dán một cái logo của thương hiệu karaoke. Đấy, thương hiệu karaoke của người ta vào đây. Đấy, thì em cũng đã bóc ra vệ sinh sạch sẽ rồi. Đấy, và cái tên Dolicin UR9000 hay là cái tên gì, bây giờ anh em ta tạm gác lại một bên. Đấy, bởi vì cái tên tuổi đấy, giờ phút này thì nói thật các bác, nó không phải cái vấn đề quan trọng, mà quan trọng nó phải là đẳng cấp và chất lượng. Đấy, lý do tại sao mà em bảo gọi là đẳng cấp, bởi vì cái này của nó có một cái hệ thống phát quang hai bên này, các bác nhìn này. Đấy, rất sáng. Cái này của nó thì hệ thống phát quang nó rất là đẹp. Màn hình của nó sử dụng hai màn hình LCD rất lớn nhá. Nó lớn lắm. Đấy, và đốt nguồn của nó này, đây các bác này. Nhìn này. Đó. Khi tạt nào tắt là nó tắt hết, nhưng mà khi nào ấn phát là cái hệ thống đèn báo nguồn nó rất là đẹp mà nó sáng lắm. Đấy. Và nó có hai loại. Một loại của nó là cái bửng màu trắng, một loại của nó là cái bửng màu đen. Đấy, nhưng mà màu trắng hay màu đen nó đều phát quang hết các bác nhá. Rất là đẹp. Đấy.
trắng hay đen nó đều phát quang hết. Đấy. Và cái này của nó thì hiển thị nó quá là đẹp luôn. Rồi. Và nó có cả cái tay sách bằng nhôm nhá. Nó có một số bộ thì không có tay sách. Đấy, còn một số bộ thì nó có tay sách bằng nhôm. Nhưng mà đa phần là của nó này là có cả bừng màu trắng và bừng màu đen nhá. Rồi, sơ qua về cái hình thức. Đấy thì hai bên này của nó thì nó có hai cái nút volume này. Đấy, nút đây là setup in A và nút này setup in B này. Và đây chính là cái tay của nó. Đây các bác nhá, tay của nó đây. Em đã dọn dẹp cho anh em thợ dọn dẹp hết rồi. Trong quá trình mà mic bãi người ta sử dụng thì bao giờ nó cũng sẽ phải sứt sát một đôi chút. Đấy, và em đã cho anh em là vệ sinh lại. Đấy, tuốt qua và phủ một lớp chống xước để cho anh em chúng ta cầm cái bộ mic. Đấy, bởi vì mic bãi thì cái sự chuyện sứt sát nó không thể tránh được các bác ạ. Đấy, mà khi mà về đến nhà thì bọn em là sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ. Đấy, dọn dẹp sạch sẽ. Đấy. Và cái này của nó quá đã đẹp hết rồi. Và tiếng của nó dòng này của nó quá là xuất sắc luôn. Và để xuất sắc như thế nào thì đây em cho anh em xem thì nó kỹ lưỡng một chút. Đấy. Đây anh em nhá. Mới đầu cầm thì các bác nhìn rất là quen thuộc với một cái bản rep, tức là cái bản mic nháy đấy, ở bên ngoài thị trường. Đấy, nhưng mà chẳng hạn ví dụ như dòng Sure. Đấy, thì các bác nhìn thấy trông rất là giống đúng không ạ? Nhưng mà con này của nó main mạch khác hoàn toàn. Đấy. Hình thức bên ngoài thì nó thật các bác là nó rất là dễ giống nhau. Đấy, mà một số cái bản hàng nhái, hàng rẻ tiền hoặc hàng rep ở bên thị trường Việt Nam mình là nó có, đúng không? Nhưng con này của nó thì main mạch nó hai lớp. Vì xử lý tiếng riêng, vì xử lý sóng riêng. Đấy, chứ nó không phải là cái loại mạch mà nó mỏng tèo đấy xong bắt đầu là có vài con linh kiện vớ vẩn. Đấy. Và hai nữa là đối với cái dòng mic này của nó, tất cả pin sạc của nó là do dịch bệnh. Đấy, người ta không làm được nên là pin của nó vẫn còn nằm nguyên hết ở trong tay. Đấy. Rất nhiều bộ của nó là pin còn rất là đẹp. Đây, em cho mấy mẫu này. Đấy, toàn pin 2008 và pin 3000 đây. Và bộ mic này thì em sẽ tặng cho anh em một bộ pin. Đấy. Một bộ pin của cái dòng này nó tháo ra nhá. Mic này của nó gần như em tháo ra bộ nào 13 bộ, 14 bộ đều có pin hết, không có cái loại nào không có pin. Đấy. Như riêng đốc sạc thì nó của nó là không có, thì em mua một bộ đốc sạc. Đấy. Về em tặng kèm cùng với bộ pin này cho anh em về để anh em cắm và anh em sạc. Để hạn chế về cái vấn đề nhiều khi đi mua pin nó cũng rất là vất vả. Đấy, tiền nong kinh tế nó chỉ là một chuyện thôi, nhưng mà đi mua pin rất vất vả. Các bác cứ cắm sạc đầy cho em 4-5 tiếng, các bác bỏ ra các bác hát ok. Đấy. Còn đối với bộ pin này thì em nói thật các bác là em cho nhá, em tặng nhá, chứ em không tính tiền vào micro. Cho nên các bác hết sức thông cảm. Còn cái loại nào có pin thì trên video đấy em giới thiệu sẽ tặng pin. Đấy, còn video nào em nói không nhắc đến pin thì các bác đừng đòi hỏi pin của em làm gì, bởi em không có thì em không lấy đâu lại để em cho. Đấy. Và em giới thiệu một cái điểm đặc sắc nhất trong cái bộ micro này nó là cái gì ạ? Nó sử dụng một cái côn mà nói thật các bác là nó quá là chất lượng và đẳng cấp luôn. Riêng đối với dòng côn Dynamic này. Đấy, dòng Dynamic cáp chơi này nó sử dụng lên đến 250 ohm input đan. Tức là cái công năng sử dụng của nó thì nó quá là ok đối với cái dòng côn này. Tiếng của nó đều đủ ba giải luôn anh em nhé. Anh em hát yếu cũng thấy hay, hát khỏe cũng thấy hay, mà hát vừa vừa thì cũng hợp. Đấy, bởi vì rất nhiều cái dòng mic của nó là nó con thì nó nặng, con thì nó nhẹ, con thì nó nhiều giải chung, như con này của nó là đủ ba giải luôn. Đấy. Và tất cả các loại mic này của nó thì em nói các bác là côn của nó còn zin 100%, không mất bất cứ một cái côn nào. Đấy. Một bộ mic nếu phải nói cái côn của nó sẽ được gọi là linh hồn trong một bộ mic. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta thay côn, đây là ví dụ dòng côn cắt chơi đây các bác này. Đấy. Dòng côn cắt chơi đây. Đấy, trông nó rất là đơn giản thôi. Đấy, nhưng mà nói thật các bác là trông thì giống y hệt với một cái côn mic chợ ở bên ngoài kia. Nhưng mà các bác nhầm tưởng nha. Hình thức của nó khi mà sản xuất nó rep lại, nó nhái lại thì nó giống y hệt 100%. Nhưng mà chất lượng âm thanh nó sẽ không đạt được như vậy đâu. Đấy, và cái côn này của nó thì thật sự là em cảm thấy nó quá là hài lòng với cái bộ mic này. Bởi vì thứ nhất là nó tiết kiệm pin. Đấy, thứ hai là nó rất là lành. Đấy, và thứ ba, đấy các bác nghe rõ hộ em nha, thứ ba là con này của nó có tự ngắt, có cảm biến gia tốc riêng cái loại mic này nha, em nói các bác nha. Các bác cầm ném luôn vào tường không bao giờ xuất hiện một cái loại âm thanh nào. Đấy, chỉ cho phép nó rơi cứ tầm khoảng 50 phân cho đến 1 mét. Đấy, khi tiếp đất không bao giờ phát âm thanh, không bao giờ phát ra âm thanh, mà khi rơi xuống rồi lăn ra chỗ khác thì lúc đấy nó mới có tiếng, còn khi rơi xuống dưới đất không bao giờ có tiếng. Đây là một cái điểm là thật sự là nó quá là ok. Đấy. Tay chân em đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi các bác nhá.
Đấy, các bác phải xem kỹ video trước khi quyết định xuống tiền. Đấy. Và một bộ mic với cái giá tiền phải nói là nó chỉ như một bộ mic chợ thôi. Và cái điểm tiếp theo đặc biệt về bộ và một cái điểm rất là đặc biệt các bác ạ. Nó là cái côn của dòng micro này. Đấy. Cái côn của micro này nó là cái dòng côn Dynamic. Dynamic nó là gì? Dynamic nó chuyên sử dụng cho tất cả những cái dòng côn cao cấp của dòng mic Beyer, một cái hãng của Đài Loan. Đấy. Và cái dòng này của nó cũng là cái hãng của Đài Loan anh em nhá. Côn Dynamic Gadget mà nó sử dụng cái côn này của nó input đang lên đến 520 ohm. Các bác ạ, lên đến 520 ohm. Và cái côn này được đánh giá là tiếng của nó đủ hết 3 giải luôn. Và em Hiền cũng xin được thông báo cho tất cả các bác là tất cả cái bộ mic mà em Hiền bán ra, số lượng có 13, 14 bộ gì đấy, thì không có một cái côn nào bị mất, không có một cái côn nào bị lai các bác nhá. Không côn nào bị mất, không côn nào bị lai. Và cái côn này của nó nếu như mà nó bị mất đi rồi mà ta thay một cái côn đều vào thì thật sự là tiếng nó sẽ không còn ngọt ngào, không còn hay nữa. Đấy. Và cái bộ mic này của nó thì nói thật các bác là nhìn mới đầu chúng ta cứ lầm tưởng rằng là nó là cái một bộ mic bình thường, nhưng mà cái dòng này nó sử dụng hai mạch riêng biệt, xử lý tiếng và xử lý sóng riêng biệt. Đấy. Và cái này của nó phải nói là nó quá là ok. Còn em quảng cáo cũng chỉ một phần thôi. Còn nếu như mà các bác cảm thấy mà nó hay, cảm thấy đúng như lời em quảng cáo thì các bác hãng mua. Còn nếu như mà các bác mà cảm thấy nó không đúng như sự thật thì các bác không nên mua, đúng không? Đây các bác nhá. Và một cái điểm tiếp theo này em cho các bác xem mà nói về cái đầu thu. Đấy. Cái đầu thu này của nó thì nó sử dụng hai cái bửng hai bên là màu trắng và hai bửng hai bên là màu đen. Có cái thì đen cả, có cái là hai cải hai bên màu trắng thì nó phát quang nó sáng hơn. Đấy. Còn khi mà em gửi hàng cho anh em thì các bác vui lòng, đấy, đen cũng được, trắng cũng được, các bác vui lòng nhận giúp em, chứ còn bây giờ không nên chọn màu trắng hay chọn màu đen bởi vì hàng của em đi nó rất là nhiều. Mà bây giờ các bác chọn nếu không may nhầm lẫn, các bác không nhận hàng của em thì nó hơi tội, đúng không? Đây các bác này. Còn đây cho các bác xem cái nội thất của nó đây. Nội thất của nó thì nó tất cả nó sử dụng những cái tụ lọc đấy, đầu vào đầu ta. Đấy. Thì nó toàn bộ là sử dụng chở nhôm hết. Đây chính là khu vực xử lý tiếng. Đấy, lưu kênh. Nó chưa sử dụng chip để lưu kênh anh em. Và cái này của nó là khu vực xử lý sóng. Con này sóng cực kỳ ổn định, anh em làm kẹo kéo này. Đấy, sự kiện vừa và nhỏ đều được. Chứ nếu mà các bác sử dụng sự kiện lớn thì là không được nhá. Em khuyên các bác là không nên sử dụng bộ này đi làm sự kiện lớn. Đấy, bởi vì thứ nhất là tiền nó không ít. Thứ hai là sóng của nó là chỉ đáp ứng cứ tầm khoảng 5-70 mét quay lại thôi. Chứ nếu mà lượng sóng mà nó xa quá thì nó sẽ không ổn định để cho các bác đi làm sự kiện lớn đâu. Còn làm kẹo kéo, sự kiện nhỏ và vừa, hát gia đình và lắp phòng thì dòng này hết thuốc, bởi vì dòng này của nó đầy đủ tất cả các chức năng. Cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt đầy đủ hết, đời 2018 luôn cho các bác nhé. Khi mà thanh lý phòng ra thì nói thật các bác, nếu như để mà nói về cái tình trạng dịch bệnh thì rất nhiều các phòng karaoke nó đều bị sập hết à. Đấy. Cho nên là người ta có lắp vào với những cái dòng loa nó rất là đắt tiền, đẩy rất là đắt tiền, mà Cao Hiền sẽ không đủ trình độ để ôm những cái lô hàng của Tháo Ba, Tháo phòng karaoke. Nhiều phòng thì ôm được, nhiều phòng không ôm được thì em chỉ lựa chọn những cái sản phẩm nhỏ, ví dụ như micro, bởi vì em là chuyên về micro mà. Đấy. Còn loa thì em cũng rất là nhiều, nhưng mà thật sự gửi loa nó sẽ rất là vất vả, đúng không? Gửi loa rất là vất vả mà nó sẽ dễ bị hỏng hóc. Đấy, cho nên là em sẽ chọn một cái giải pháp an toàn, đó là chủ yếu mic và vang, đúng không? Đây đòi 2018 luôn các bác nhá, cảm biến tự ngắt đầy đủ không thiếu gì. Đấy, và các bác đã từng sử dụng những dòng mic rẻ tiền, những dòng mic nhái cứ tầm khoảng 2-3 triệu quay đầu, thì các bác cứ bỏ ra xem cái linh kiện của nó có khác với những dòng linh kiện như này không. Đấy, tất cả những cái tụ này, linh kiện này, chi tiết rất là đẹp. Đấy, và tất cả chở nhôm hết các bác nhá, tụ nhôm hết nhá. Đấy, và đây là những con thạch anh dao động này nó rất là nhiều, bình thường như những cái con khác là nó rất là ít thôi. Đây con này của nó sử dụng cái thạch anh dao động này, nó sóng sánh nó rất là ổn định luôn. Đấy. Đây các bác, đằng sau đây. Đây tem cảnh báo này. Hai anten này, hai jack cơ đông chuyên nghiệp này, và đây là hệ thống com. Các bác để ý giúp em cái hệ thống com nhá. Các bác để cho em 12 giờ tiếng nó rất là đẹp. Đấy, và cái này của nó các bác sử dụng những cái dòng mic nhái, mic rẻ tiền thì các bác không thấy hiệu quả, những cái dòng mic đắt tiền, mic tốt thì cái này của nó có tác dụng luôn. Đây jack 6 ly nhá, nguồn dây lai 6 ly là em tặng cho anh em hết, không thiếu gì. Đấy. Và đây là nguồn 12V DC.
các bác cắm điện 220V bình thường, và đây là tem kiểm định. Cái tem kiểm định này của nó là trước khi xuất xưởng. Thì các bác chúng ta phải biết rằng là khi kiểm tra ok, ngon lành cành đào thì người ta mới dán cái tem này vào để người ta xuất đi. Rồi, và một lần nữa thì em xin phép test tiếng để cho anh em nghe thử xem là cái chất lượng và cái đẳng cấp của cái bộ mic này nó đến đâu, đúng không? Đây này, bộ mic này em đã bật sẵn nha các bác. Đây, bật sẵn rồi nha. Đấy, và bộ này thì thật sự nó rất là ít rú rít luôn. Rất ít rú rít. Đây, loa của em là hiện tại bây giờ đang chạy một cặp full 40, côn 110. Đấy, và test của nó là côn 750. Đấy, từ 170. Đấy, và công suất nó rất là lớn đấy các bác. Nhìn đây nhá. Đấy. Đây. Và các bác bảo là ồ ông Hiền ông Vặn tiếng bé tí làm sao chú tít được, thì bây giờ là em sử dụng qua duy nhất một con đẩy liền mang rồi, không có gì được gọi là siêu cấp cả, chẳng có phần mềm chỉnh tay hết. Và bây giờ em alo thử cho anh em nghe thử xem nhá. Và các bác nào mà muốn biết là có đủ giải hay không, có đẳng cấp hay không, và có tiếng đã đủ to hay chưa, thì các bác đeo tai nghe vào. Lơ 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 67778 lơ. Đấy. Đối với alo giải số 2 thì sẽ đại diện cho giải chung. Giải số 4 và số 6 sẽ đại diện cho giải tép. Và giải số 7 đấy, thì sẽ đại diện cho giải bát. Đấy, các bác alo và em nghe alo các bác nghe thử nhá. 2 lê lê 2 6 6 7 7 7 lơ lơ 1 2 6 7 lơ 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 1 2 2 2 6 7 bảy 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 lơ một hai. Đấy, các bác nghe thử nhá. Đấy, tiếng nó rất là phê, và con này của nó là cảm biến tự ngắt gia tốc đầy đủ luôn anh em nhá. Và em xin được báo giá luôn cho anh em với mức giá là 1.650.000 đồng thôi nhá. Và em xin phép là cho anh em một bộ pin nhá. Cái pin này là em cho nhưng không liên quan đến tiền nong, không liên quan đến kinh tế. Cái này của nó là em tặng ngoài. Còn trong video mà em có thì em mới cho được nha. Trong video không có thì các bác nào mà xem video không đề cập đến vấn đề pin thì các bác đừng hỏi em, bởi vì hỏi em không có để em đưa đâu. Rồi. Và với mức giá là 1.650.000 đồng, em bao ship về tận nhà tất cả các bác chúng ta nhận hàng, thanh toán tiền cho em. Đấy, còn tất cả các bác chúng ta lưu ý cho em, giúp em Hiền một việc. Đấy. Khi mà những phòng hát ở bên nước ngoài người ta sử dụng thì người ta sử dụng toàn bộ bằng pin sạc này thôi. Đây, pin của nó là pin 3A, cho nên là cái lồng pin này của nó là nó rất là chật. Tất cả những cái dòng nào mà khi người ta đã sử dụng đến pin sạc là cái lẫy pin này của nó là người ta phải bẻ đi thì người ta mới đút lọt pin được. Đấy, thì tất cả các bác chúng ta lưu ý nhá, cái lẫy pin này của nó là người ta sử dụng pin sạc là người ta đã bẻ đi rồi, còn không ảnh hưởng gì. Nhưng mà em Hiền nói trước để cho anh em chúng ta biết được rằng đấy, Cao Hiền bán hàng là giới thiệu rất là rõ ràng cặn kẽ. Đấy, chất lượng làm sao, như thế nào các bác cảm thấy hợp với cái túi tiền của mình. Đấy, không bằng một bộ mic chọ, không bằng một bộ mic nháy thì các bác có nên sử dụng hay không. Rồi, và một lần nữa xin được nhắc lại, 1.650.000 đồng bao ship về tận nhà tất cả các bác chúng ta nhận hàng, thanh toán, không ai cần phải cọc kèo một xu một chinh nào luôn. Còn tất cả các bác chúng ta thiện chí mua thì các bác hãy đặt hàng, không thiện chí mua đừng bom hàng của em khổ thân em Hiền, ok chưa? Rồi, tất cả các bác chúng ta xem video của em Hiền hơi dài nhưng mà em giới thiệu rất là rõ ràng. Các bác đăng ký kênh, like video và các bác hãy bật chế độ chuông để tới đây có bao nhiêu hàng xả, có bao nhiêu hàng rẻ tiền 200, 300, 500 mic bãi, em dư ra là em sẽ thanh lý cho em bằng anh em bằng hết, không để lại để làm gì, từ giờ đến Tết nhá, lúc nào cũng có hàng thanh lý cho anh em luôn. Rồi, xin được kính chào và hẹn gặp lại các bác trong chương trình lần sau.